Em đố anh nhá. Ừ. Ở đây á, em có ba hình tam giác đúng không? Đúng. 1, 2, 3. Đúng rồi, ba hình tam giác. Làm cách nào mà anh chuyển cho em với hai cái bút chì thôi mà anh tạo cho em được hai hình tam giác? Nếu mà anh làm được em cho anh cái gì? Anh làm được em cho anh hai tờ đấy luôn. Chuyển hai cây bút mà có hai tờ tiền luôn. Cho hai tờ tiền luôn. Cho đi massage luôn. Tờ tiền thơm phức, cất vào túi cho nó chắc kèo. Cứ bỏ ra đây. Không, cất vào túi. Ai lấy mất mà sợ. Em chuyên gia giật. Nhìn đây đây, anh chỉ cần hai cây bút nha. Ừ, làm đi. Làm như thế nào? Thấy gì chưa? Đâu? Đây, mấy hình tam giác? Một chứ mấy. Một này. Một hình to rồi đúng không? Ừ. Hình nhỏ nữa này. Một, hai, ba. Ok. Trời ơi, Linh. Trời ơi. Từ từ.